em là Nguyễn Thu Quyên, giáo viên bộ môn lịch sử trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Em công việc là giáo viên cấp 3, tuy nhiên thì lại có một cái sứ mệnh, một cái đam mê rất lớn đối với toàn bộ trẻ em của đất nước Việt Nam. Và bây giờ còn nhận dạng mình nghĩ đến vươn xa ra tầm thế giới, còn rất mong muốn là được đóng gói quy trình sản phẩm và xây dựng một cái hệ thống trường mầm non mang thương hiệu Hoa Thủy Tiên trên toàn thế giới. Thì đó là cái tầm nhìn xa của vợ chồng em ạ. Và chúng em làm doanh nghiệp từ năm 2006 và hiện nay đã có 4 trường mầm non, một trung tâm ngoại ngữ và một khu vui chơi. Và rất là cảm ơn thầy Hoàng Đình Trọng khi đã thổi hồn vào vợ chồng chúng em một cái con đường, một cái tầm nhìn xa là xây dựng chuỗi và làm sao là giải phóng lãnh đạo đúng nghĩa của nó theo đủ 5 giai đoạn để có thể trở thành người tự do như hôm qua em chia sẻ. Và một chút như thế với các anh chị ạ, cho chúng em một tràng vỗ tay về chiến lược của chúng em và tầm nhìn chúng em. Và hôm qua nói thật với anh chị là bài học nào đối với em cũng rất là quan trọng, cái gì cũng thể nhìn ra được bài học. Và từ cái việc mà nón trải nghiệm, nón học tập cho đến tất cả mọi thứ em đều thấy rất tuyệt vời, và chúng ta lại hoàn toàn có thể áp dụng được không chỉ riêng cho đào tạo cho một nghề giáo như chúng em mà còn cho tất cả chúng ta đang làm doanh nghiệp. Thế thì em cũng xin chia sẻ là sau khi em học thầy Trọng về thì một câu hỏi, một cái bài học mà chị vừa đưa ra là chúng ta phải đưa ra quy trình thắt chặt để làm sao nhân viên không nghỉ việc, em mới giúp thế, đúng không ạ? Thì em xin chia sẻ là cái điều này rất là khó, chúng ta phải gắn với nhân viên bằng tầm nhìn, bằng sứ mệnh và cho họ được một lộ trình công danh thì họ mới gắn liền với chúng ta. Và khi em đọc quyển sách của thầy Trọng thì em mới thấy được rằng là mình đã tuyển sai quy trình. Đấy, mình tuyển sai quy trình. Khi học thầy Trọng thì em về nhà em mới nhớ ra là mình phải có được sứ mệnh, mình phải có tầm nhìn, mình phải có giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp. Cái điều đấy là cái điều đầu tiên mà mình phải xác định cho doanh nghiệp của mình. Và sau đó thì gắn liền với lộ trình đào tạo nhân viên. Thì chia sẻ với anh chị là cách đây một tuần sau khi học thầy Trọng xong thì em có một cái vấn đề là nhân viên cốt cán của em về ngoại ngữ thì các bạn ấy nghỉ sinh em bé. Và em đang rất nhiều công việc, một cái tầm nhìn như thế, em rất nhiều công việc cần phải tuyển ngay hai nhân sự về tiếng Anh. Mẹ nói thật với anh chị là tuyển nhân sự về tiếng Anh rất là khó, đúng không ạ, trong thời điểm này. Thế nhưng mà em đã gặp được hai bạn, rất là, nó là một cái duyên. Và thay đổi chiến lược tuyển dụng là đưa cho họ sứ mệnh, đưa cho họ tầm nhìn của mình và họ mong muốn như thế nào, họ đứng đóng vai trò vị trí như thế nào, tức là làm giàu cái mục đích công việc của họ đấy ạ. Thì em thấy là họ rất là đồng hành cùng với em, họ mắt họ sáng lên khi em nói về chuỗi. Và nếu như bạn ấy trở thành một giám đốc doanh nghiệp của em, một cái chuỗi của em, thì bạn ấy sẽ như thế nào, ABC đó. Thì tự dưng là ngay lập tức hai người sẵn sàng đầu quân cho em và làm việc phải nói là không ngừng nghỉ ngày đêm, 12 giờ đêm vẫn nhắn tin cho sếp, chị ơi tình hình thế này, tình hình thế kia. Đương nhiên trong giai đoạn đầu mình sẽ rất vất vả khi mình chưa giải phóng được, đúng không ạ? Thì em chính chia sẻ với chị đó là một bài học của em, đó là hãy xác định rất rõ cho sứ mệnh về văn hóa, giá trị cốt lõi, tầm nhìn của doanh nghiệp của mình và gắn nhân viên vào trong cái, bởi vì cùng tầm nhìn như thầy vừa nói, hãy cùng lãnh đạo cùng với nhân viên phải cùng một cái năng lượng ạ, cùng với tầm nhìn thì họ mới đồng hành được cùng với chúng ta. Chứ lãnh đạo và nhân viên mà xa nhau như thế này thì có rót nước mãi thì cũng lại chẳng đi thôi ạ, đúng không ạ? Khoảng cách sẽ rất xa. Thì đấy là một cái trải nghiệm đầu tiên của em muốn chia sẻ với cả lớp. Quá hay. Các bạn thì một đào tạo lớn là chúc mừng chị. Vâng, cảm ơn thầy. Tiếp theo nữa là em xin chia sẻ một cái bài học thứ hai của em, đó là chia sẻ về cái lộ trình đào tạo và lộ trình công danh cho nhân viên. Em thấm thía vô cùng cái bài học mà thầy Trọng cho em trải nghiệm, đúng không ạ? Các anh chị có nhớ không ạ? Và bản thân em là em tập rất mạnh để em cảm nhận được xem là nó đau đến mức độ như thế nào. Em tập cực kỳ mạnh luôn, và đến buổi trưa khi đi ăn cơm qua với thầy tay em vẫn đỏ. Đấy, để em thêm một lần nữa em xác định được rất rõ quyết định cho mục tiêu của mình. Thì thực sự là lộ trình công danh đối với nhân viên vô cùng quan trọng để gắn nhân viên với sứ mệnh và nhìn của mình. Bởi vì em thấy là trong vòng 14 năm vợ chồng em làm đào tạo, nhân viên mà cứ bị ở mãi một cái vị trí, ví dụ là giáo viên, ví dụ như trưởng phòng, họ không có một cái làm mãi một công việc nó sẽ rất là chán, đúng không ạ? Đúng không ạ? Họ không nhìn thấy cái đích tương lai của họ. Cho nên là mình xác định lập cái lộ trình công danh cho nhân viên của mình cực kỳ quan trọng. Và em đã xác định rất là rõ. Ví dụ anh là giáo viên, anh muốn trở thành một tổ trưởng khối này khối kia, thì nghiệp vụ, quyền lợi, trách nhiệm của anh cần phải cái gì, các kỹ năng anh phải có là cái gì, em đưa ra rất rõ cho nhân viên của em, đúng không ạ?
nếu anh muốn trở thành một giám đốc của chi nhánh của tôi, anh phải có kế hoạch là anh phải có đào tạo tiêu thụ quản lý, anh phải về kỹ năng văn phòng, anh phải có như thế này đúng không ạ? Kỹ năng làm việc với con người, rồi kỹ năng ABC gì đó. Nhưng bên cạnh đó phải cho họ quyền lợi đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ họ là giám đốc chi nhánh, họ có thể có nhà, họ có thể là có xe đúng không ạ? Họ có thể một năm được 3 lần đi du lịch. Ví dụ thế, em lấy ví dụ thế. Thì đó là cái lộ trình công danh mà nhân viên biết rất rõ. Vậy anh phấn đấu vị trí đó, anh phải tự đào tạo. Và tôi sẵn sàng đồng hành với anh trong quá trình đào tạo này. Thì cái lộ trình công danh nó rất là tuyệt vời. Em rất là cảm ơn thầy về vấn đề này. Và bài học cuối cùng của em muốn chia sẻ với anh các chị, thì hôm qua em thấy ở trong cái nhóm lớp mình rất nhiều anh chị chăn trở đúng không ạ? Không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm như thế nào. Thì bài học của em sẽ nhìn được cái năng lượng này. Cái sơ đồ năng lượng của thầy nó tuyệt vời lắm, biểu đồ năng lượng. Bởi vì em lấy ví dụ là có rất nhiều nhân viên của em khi đi học về ạ, như thầy nói chỉ được trường năng lượng trong vòng 2 tuần, sau đó tụt xuống, chán luôn, không muốn làm nữa, đúng không ạ? Thế thì bản thân em đúng như thầy nói là thói quen trong rèn luyện, chúng ta phải luôn luôn đào tạo. Thông qua việc các bạn đến hội thảo, em rất biết là anh chị đến đây vừa đến hội thảo, chúng ta vừa được tiếp thu kiến thức mới, chúng ta lại có thêm mối quan hệ, và có mối quan hệ là ra tiền đúng không ạ? Và xin chia sẻ em đã có rất nhiều, em tương lai mục đích của em là ngay trong tháng hè này sẽ kết hợp cùng với bạn Vinh ạ. Wow. Vâng, làm về cái toán thông minh bằng sơ đồ tư duy đối với học sinh từ mầm non đến đến cấp 3. Và đấy là ông Minh, ông trả tiền cho đi xây. Có đại lý ở Hải Dương đấy là mục tiêu của em. Và thậm chí thì em cũng có thêm một đối tác mới là sẵn sàng để em mở một chi nhánh tại Quảng Ninh luôn ạ. Thì đấy là rất tuyệt vời, các anh chị hãy đến các khóa học của thầy và các cái khóa học khác để chúng ta có mối ra quan hệ, mối giao lưu, và quan trọng hơn cả là tạo cái trường năng lượng cho chính chúng ta và cho nhân viên của chúng ta. Thì đó là ba bài học của em trong cái khóa học này. Một lần nữa cảm ơn cả lớp đã lắng nghe. Thank you.